Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ, Cung đàn và Tiếng hát do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện trên băng tần 57.3 của đài VNA-TV. Vừa rồi là phần thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho VNA-TV 57.3. Bây giờ, Mộng Lan cùng Trọng Nghĩa kính mời quý vị trở lại với thế giới âm thanh của Nghệ sĩ, Cung đàn và Tiếng hát. Trở lại với chương trình Nghệ sĩ, Cung đàn và Tiếng hát, Trọng Nghĩa với Mộng Lan xin mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn dành cho nữ nghệ sĩ rất là trẻ tuổi Julia Bích Loan. Đây là một nữ nghệ sĩ về vĩ cầm, thưa quý khán thính giả. Cô đến từ Dallas, Texas và cô là ái nữ của sứ ngôn viên Hoàng Tín của hệ thống Đài Sài Gòn ở bên Dallas và Houston, Texas. Thì đây là cái chuyến viếng thăm lần thứ nhì của con. Thì bây giờ trở lại với cái tiêu chuẩn mà chọn những cái người nhạc sĩ để có thể cùng hòa tấu với con đó, thì chắc chắn là con phải chọn những cái người nhạc sĩ mà thích những cái loại nhạc mà con thích, phải không? Tại vì cô biết bây giờ đó là con rất thích chơi nhạc Việt Nam. Yeah. Có phải không? Yes. Tại làm sao mà con thích chơi nhạc Việt Nam mà con không có chịu tập những cái bài classical music của con nữa vậy? Không phải là không có tập, nhưng mà không có thường xuyên chơi. Nhưng mà classic mà con không thường xuyên chơi thì con sẽ bị cứng tay, con có biết không? Tại vì cô chơi piano, cô biết khi mà mình không có thường xuyên tập một cái gì đó đó, không có nhất là piano thì cô phải tập tay bằng giạc ni, bằng mấy cái bài tập mà tập tay. Nhưng mà riêng với con violon thì cô không biết, nhưng mà con phải tập thì cái tay con nó mới move, cái stroke của con nó mới nhẹ nhàng, phải không? Yes. Mà nếu mà con không tập classical music mà con cứ chơi nhạc Việt Nam không như vậy, con có nghĩ rằng con sẽ quên cái technique của cái classical music của con không? Dạ thưa không. Tại cũng nhiều cái technique của classical nó cũng vào vô trong những cái technique của nhạc Việt Nam luôn. I see. Rồi bây giờ đã trở lại với lại cái ban nhạc của con đó, thì khi mà con chơi với lại những người khác đó, ai cũng muốn cái tiếng đàn mình được nghe. Mà cái khó đó là khi mà chơi chung với những người khác, mình phải hòa điệu cùng với họ. Yes. Mà nhưng mà mình lại cũng muốn nghe tiếng đàn của mình nữa. Làm sao để con overcome được cái đó? Thật sự ra thì it's a personal issue, không những là personal but musical too. Thì mình cần phải tiếp xúc với họ nhiều và understand họ như sao. Họ có muốn như vậy không? Hay là họ muốn mình chơi một cái tông khác? Hoặc là họ... Thật sự ra thì it's a compromise. Bích Loan, khi mà con nói là con đến với nhà Việt Nam đó, thì là cái lý do gì đã đưa con đến với dòng nhạc Việt Nam? Có phải là tại vì ở nhà ba mẹ con nghe nhạc Việt Nam rồi con thích, hay là tại vì con sanh đẻ con lớn lên bên Mỹ thì tại sao con lại đến được với nhạc Việt Nam để mà con đưa cái tiếng đàn vĩ cầm con vào dòng nhạc Việt Nam? Hồi lúc Bích Loan còn 3 tuổi, ba của Bích Loan có nguyên một sắp CD, nên ra Bích Loan bao giờ cũng nghe qua nghe lại, Bích Loan rất thích lắm. À. Tức là ba con nghe những cái CD mà về đàn dây đó, phải không? Chẳng hạn như Budapest Strings hay là violin hay là cello hay là viola đó, phải không? Hay sao? Dạ thưa không, những bài Việt Nam. Nhà bài Việt Nam. Nhưng mà hát hay là hòa tấu không? Chẳng hạn như chú Duy Cường đó là có những cái CD mà hòa tấu, nhạc hòa tấu không? Trong khi đó cô thì cô thích nghe hòa tấu không, còn chú Trọng Nghĩa thì thích vừa hát vừa hòa tấu. Ý của Mộng Lan hỏi đó là khi con nghe nhạc Việt Nam đó, con chú trọng đến cái melody hay là cái lời mà hát, con nghe yeah. Nghe cái lời hát bằng tiếng Việt Nam, tức là cái lyrics, hay là con chú trọng đến cái melody của cái dòng nhạc Việt Nam? Cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã thông dịch dùm cho Mộng Lan. Thật sự ra thì hồi lúc Bích Loan còn nhỏ thì Bích Loan để ý nhiều về cái melody. Nhưng sau khi này, khi mà Bích Loan đã đi diễn, Bích Loan rất là chú ý về lyric. Tại vì khi mà chú Trọng Nghĩa với cô Mộng Lan nghe con nói chuyện đó, thấy con tiếng Việt con nói rất là dễ thương và con articulate rất là rõ ràng. Yeah. Nó không có bị sai, nó không có bị giống như có nhiều em lớn lên ở đây đó thì nói tiếng Việt rất lơ nói đến mức cười. Nhưng mà Bích Loan cũng may mắn là con nói một cái rất là rõ, thành ra cô chú nghe ra hiểu, và cô chú nghĩ rằng quý khán giả đang nghe chúng ta cũng rất là nghe rất rõ cái giọng Việt Nam của Bích Loan. Có lẽ vì Bích Loan đó là con của một sứ ngôn viên kỳ cựu bên Đài Sài Gòn, cho nên là không thể nào mà nói tiếng Việt Nam không được. Tại vì ở nhà nghe ba con nói riết, không con? Thành ra con phải học tiếng Việt Nam chứ, phải không? Tiếng Việt Nam rất là hay. Cô rất là đam mê cái tiếng Việt Nam của mình. Cô sợ một ngày nào đó mà các con cô không nói được tiếng Việt Nam đó thì cô chú sẽ buồn lắm. Con thích nhất là người nhạc sĩ Việt Nam nào và tại sao? Rất là khó. Bích Loan thích Quốc Khanh. Quốc Khanh hả? Yes.
cái người mà composer đó mà con sẽ chọn đó là một một người nhạc sĩ mà rất nổi tiếng ở trong cái cộng đồng người Việt Nam, mà con sẽ chơi một cái bài mà cũng rất là nổi tiếng. Là cùng là muốn hỏi cái composer chứ không phải Quốc Khanh là một người ca sĩ của Asia. Cái người nhạc sĩ là composer đó dạ. Bích Loan rất thích nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tại sao vậy con? Vì có rất là nhiều bài Trịnh Công Sơn viết thật là hay. Và như là bài Hà Trắng. Bài Hà Trắng là bài ruột của Bích Loan. Bích Loan rất là yêu thích bài đó nha. Ai là cái người giới thiệu cho con bài đó hay là con nghe CD của ba con? Nghe CD ba con. À vậy hả? Rồi ngoài Trịnh Công Sơn con thích ai nữa? Phạm Duy. Tại vì con thích bài tình ca của Phạm Duy lắm phải không? Yes. Rồi ai nữa? Bích Loan không rành tên nhiều lắm. Không nhớ, tức là cháu nó không nhớ tên của những người mà Mộng Lan biết không? Phải nhiều khi có khi phải rất là nhiều năm để mà giống như Mộng Lan hay Trọng Nghĩa có phải nhiều năm lắm để mà nhớ đúng hết rồi. Tên những người nhạc sĩ. Rất là confusing. Uống chi cháu là một người rất là trẻ, thành ra cháu nhớ được mà Trịnh Công Sơn hay là Phạm Duy là một cái điều rất là đáng khâm phục rồi. Đúng rồi. Và Bích Loan của chúng ta năm nay chỉ có 18 tuổi thôi thưa quý vị, mà cô đã từ bên Dallas qua đến Nam California. Cô rất là thành công trong cái vấn đề mà cái nghề cô đang học là cái nghề mà y khoa đó. Cô rất giỏi về cái này. Và trong tương lai khi mà con ra trường, con muốn làm gì? Con muốn làm bác sĩ về cái gì? Thực sự ra con rất là nhiều cái interest, nhưng mà Bích Loan rất thích về mổ óc hoặc là... Ôi trời ơi, brain surgeon. Ốc cô cần mổ lắm đó, tại vì ốc cô nó lộn xộn ở trong đó lắm. Có lẽ là khi Bích Loan ra trường chắc cô lúc đó cô đã xuống nằm dưới June là 3 tấc đất rồi, không mổ được cho cô. Nhưng mà cái mổ ốc con biết là rất là nhiều khê, mổ tim và mổ ốc rất là nhiều khê. Mà tại sao con lại thích mổ ốc? Rất là nhiều mystery revolve around cái ốc. Tức là nhiều cái bí mật đó phải không? Yes. Rồi nếu mà không làm mổ ốc thì con sẽ làm gì? Bích Loan rất thích vào vô trong ngành ung thư hoặc là ngành máu. Về cancer là về máu, cái đó rất là hay. Toàn là những mà khi thứ khó học không. Cô chú nghe cô chú sợ quá, tại vì nhìn lại cái quãng đường, nhìn lại cái cuộc đời mà đã đi qua, trời thấy những cái vị bác sĩ mà về ung thư máu là tất cả những bác sĩ mà về những cái ngành mà riêng biệt về phẫu thuật hay vị gì là rất là bỏ spend rất là nhiều thời gian để mà có thể học được những cái ngành như vậy. Cô chú rất là khâm phục Bích Loan với những cái ý thích và những cái ý hướng mà cháu đang nhắm tới để mà cháu đi đó. Rồi chúc Bích Loan rất là may mắn trong cái con đường tương lai của cháu nhé. Muốn một câu hỏi cuối cùng mà cô chú muốn hỏi Bích Loan là Bích Loan có một cô em gái tên Christina. Yes. Thì Christina có chơi violon giống như là Bích Loan không? Dạ thưa, năm này là năm đầu tiên em của con sẽ vào vô trong orchestra. Oh wow, và vào trong cái orchestra nào bên Dallas? Của middle school. Wow, yes. Tức là em con cũng chơi violon luôn? Dạ thưa không, em con muốn chơi cello. Cello, vậy là quá hay. Bây giờ tìm thêm hai cây viola nữa thành một cái string quartet. Có một câu hỏi mà chú Trọng Nghĩa muốn hỏi Bích Loan đó, tức là khi mà con sinh ra trong một cái gia đình mà ba con là một người nhạc sĩ, như vậy thì khi con chọn cái ngành mà violin mà con đàn như vậy đó, thì ngoài cái việc học của con ra về cái ngành mà âm nhạc của con đó, ba với mẹ con có khuyến khích con không? Rất nhiều mẹ con đam mẹ violin lắm và ba con cũng ủng hộ tinh thần và ủng hộ cái recreation trong violin. Rồi nếu mà con đang nói chuyện với cái khán thính giả mà trẻ tuổi mà cỡ tuổi con đó mà đang nghe con đó, con có một cái lời nào mà tâm sự với là những người trẻ đang nghe con không? Con có khuyến khích học một cái món đàn gì đó hay không? Hay là học tiếng Việt Nam không con? Bích Loan thấy Bích Loan nên khuyến khích quý khán thính giả là nên đi chùa nhiều. Để mà tìm được cái đời sống tâm linh phải không con? Yes. Mình củng cố cái đời sống tâm linh, tại vì từ ở đó mà nó yên á, rồi sau đó mình có music ở trong đó thì tuyệt vời phải không con? Yes, đúng như vậy. Và Bích Loan thấy ngành y khoa nó cũng correlate vào trong đạo Phật rất nhiều. Hoặc là nếu mà quý khán thính giả không phải là của người Phật thì xin quý khán thính giả tìm sâu hơn, tìm hiểu sâu hơn trong cái religion của quý vị. Tức là cái philosophy của cái religion của các quý khán thính giả. Yeah. Con có thích cái philosophy của Phật giáo không? Dạ thưa, Bích Loan rất thích nhiều lắm. Cảm ơn con nhiều lắm. Thời giờ thì chỉ có hạn, cho nên bây giờ đó cái bài cuối cùng mà từ nãy giờ cô ôm đó, nãy giờ con đã nói khụt tẹt ra của cô rồi, là con sẽ trình diễn một bài mà con rất yêu mến, con rất là thích, đó là cái bài Hạ Trắng phải không, của Trịnh Công Sơn phải không? Dạ thưa đúng rồi. Kính thưa với quý khán thính giả là quý vị đã nghe Trần Vĩnh thổi saxo phải không anh Trọng Nghĩa? Còn bên Việt Nam là ai?
thổi sắc xô bài là Trần Trắng. Vĩnh Trần Vĩnh đó, dạ. Đó thì đó. Bây giờ đó là chúng ta sẽ nghe Bích Loan lần đầu tiên ở trên băng tần 57.3 của Việt Nam America Television. Bích Loan sẽ biểu diễn mà bằng kéo vĩ cầm mà một bài hát của Trịnh Công Sơn, bài hát mang tên là Hà Trắng. Chỉ tiếc một điều là Mộng Lan hôm nay cũng chưa có đủ thời giờ để mà tập dần, dạ, để mà đệm theo cho cái tiếng đàn vô lông không có bị đơn lẻ đó. Nhưng mà thôi quý vị chịu khó nghe chỉ riêng tiếng đàn vĩ cầm của Julia Bích Loan, một người nghệ sĩ có rất nhiều tương lai, có rất nhiều triển vọng, và sẽ gửi đến quý vị dòng nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là bài Hà Trắng. Và thưa quý khán thính giả, thì thật sự ra khi mà violon mà có cái phần mà piano đệm thì tuyệt vời, nhưng mà với cái thời gian rất là ngắn giữa Bích Loan với Trọng Nghĩa Mộng Lan mới gặp nhau chỉ có được ngày hôm nay, thành ra là chắc chắn là lần sau Bích Loan về nhiều hơn thì Trọng Nghĩa Mộng Lan sẽ tập tành, rồi anh Trọng Nghĩa có thể hát, Bích Loan có thể kéo violon, Mộng Lan có thể chơi piano để phụ cho Bích Loan. Cảm ơn con nhiều lắm và chúc con thường lộ bình an trở về, và mong là con sẽ rất là thành công trên con đường nghệ thuật con đã theo, và ngoài ra đó thì con sẽ là một bác sĩ mổ ốc thiệt là giỏi để giúp cho các quý vị nào mà cần đến cái bàn tay khéo léo của con. Cảm ơn cô, cảm ơn chú, cảm ơn khán thính giả. Vừa theo dõi chương trình Nghệ sĩ, cung đàn và tiếng hát do Trọng Nghĩa và Mộng Lan cùng thực hiện trên băng tần 57.3 của đài VNA-TV. Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý khán thính giả. Kính chúc quý vị một ngày bình yên và xin hẹn quý vị trong chương trình Nghệ sĩ, cung đàn và tiếng hát lần tới cũng trên băng tần 57.3 của đài VNA-TV.